Có lẽ là báo chí viết nhiều về Mỹ Linh là hoa hậu giản dị nhiều quá. Thế nên là khi mà Linh đến những thẩm mỹ viện mà sang chảnh ấy, thì có nhiều người còn cảm thấy là bị sốc luôn ấy. Sao hoa hậu thì lại không được làm đẹp hay là không được tắm trắng nhỉ? Là một biểu tượng nhan sắc thì cái việc mà sử dụng những công nghệ như là tắm trắng thì lại càng phải nên làm hơn chứ. Có nhiều cái thì mình chắc chắn là phải nhờ đến công nghệ thì mới có được một cái kết quả như mình mong muốn. Làn da của Linh ở thời điểm đăng quang thì không được trắng lắm. Và Linh thì thấy các chị em ở trong showbiz ai cũng có một làn da rất là trắng này, mịn màng và mướt nữa. Thì mình cũng rất là ao ước mình cũng có được một làn da đẹp như vậy. Thời điểm đấy thì Linh cũng chưa tìm hiểu tới những cái công nghệ làm đẹp đâu. Và khi mà được gặp chị Trang Lavender thì chị cũng rất là hiểu cho da của Linh này, và cũng tư vấn cho Linh rất là nhiều thứ về cách dưỡng trắng da. Dần dần Linh cũng trắng lên, thì mọi người chỉ nghĩ rằng là Linh dưỡng da hay là giữ da để trắng lên thôi, chứ không ai nghĩ là Linh tắm trắng cả. Nhiều người thấy Linh đi tắm trắng thì ngạc nhiên lắm, cho rằng là tắm trắng là cái gì đấy rất là phù phiếm và độc hại. Nhưng mà thật ra thì bây giờ công nghệ đã phát triển hơn rất là nhiều rồi, máy móc thiết bị cũng hiện đại hơn, thế nên là việc tắm trắng cũng trở nên an toàn hơn. Trước giờ thì Linh không hề giấu giếm gì về việc mình đi tắm trắng cả, chỉ đơn giản là Linh không muốn nhắc nhiều đến nó. Và chắc chắn là trong thời gian sắp tới thì Mỹ Linh cũng sẽ có rất là nhiều những cái điều thay đổi. Và hy vọng mọi người đừng quá ngạc nhiên hay là đừng sốc gì nha.